Thời điểm tháng 10 năm 2023, hàng nghìn hộ dân tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phấn khởi, vui mừng vì được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án xử lý sự cố ở hai tuyến đê biển là Cồn Tròn và Hải Thịnh 3 với kinh phí 500 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, sau gần một năm, dù đã tình nguyện phá dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, nhưng mà dự án vẫn chưa được triển khai. Mùa mưa bão thì được cận kề. Gần 20.000 người dân quanh khu vực kè biển Thịnh Long hiện đang rất bất an, đứng ngồi không yên khi nước lũ có thể đe dọa, phá hủy tài sản. Vậy tại sao lại có tình trạng này? Sau đây là tìm hiểu của phóng viên VTC 14. Đây là những hình ảnh phóng viên VTC 14 ghi nhận tại khu vực kè biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào tháng 10 năm 2023. Những ký ốt bán hàng ven biển đã bị hư hỏng, siêu vẹo và chờ sập đổ do mưa bão. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh vẫn gắng gượng để chờ đợi. Sau gần một năm, những dãy hàng quán đã không còn. Trên bãi biển chỉ còn lại dấu tích của gạch đá, xi măng đổ nát. Hàng trăm nhà hàng ký ốt dọc bãi biển Thịnh Long đã được chính quyền địa phương vận động phá dỡ để tạo mặt bằng, phục vụ việc thi công tuyến kè biển kiên cố. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, đến thời điểm này đã là đầu mùa mưa bão, nhưng những gì xung quanh khu vực này vẫn là những đống đổ nát hoang tàn như thế này. Và gần 20.000 dân sống ở thị trấn Thịnh Long và các khu vực lân cận đang đối mặt với nguy hiểm chiều cường sóng lớn khi mùa mưa bão năm nay được dự báo vô cùng cực đoan và phức tạp. Ông Đỗ Nhật Tường đã kinh doanh tại kè biển Thịnh Long hàng chục năm nay. Đầu năm 2024, khi biết tin nhà nước sẽ triển khai dự án xử lý sạt lở tuyến đê biển, ông cùng nhiều hộ đã tình nguyện phá dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, ông vẫn không hiểu vì sao dự án chưa được triển khai. Người dân thì rất lo lắng trong cái bãi này vì mỗi một trận bão là nó kéo hết ra. Thế nên rất mong là nhà nước đầu tư sớm hơn, chính là cái chương trình 1 đầu năm đấy. Xong rồi đến tháng 6 như bây giờ thì dân cũng đang lo, cũng có cái chưa tin tưởng lắm vì không biết bao giờ làm. Chúng tôi thì là những người dân cũng như người kinh doanh tại đây mong muốn đề nghị chính quyền các cấp đã quan tâm thì cũng nên chỉ đạo khẩn trương để xây dựng lại cái phần kè chắn sóng cũng như là cái kè du lịch này. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, do ảnh hưởng của bão lũ, tuyến đê biển Thịnh Long đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 1.817 m. Trong đó nghiêm trọng nhất là khu du lịch biển Thịnh Long. Huyện đã báo cáo lên tỉnh và trung ương để kiến nghị đề xuất phương án xử lý sớm nhất. Từ tháng 7 năm 2023, địa phương đã biết đến dự án xử lý sự cố ở hai tuyến đê biển là Cồn Tròn và Hải Thịnh 3. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, đến thời điểm này vẫn chưa biết khi nào dự án được triển khai. Các cái hội nghị họp rồi công tác phòng chống thiên tai hay là thường xuyên thì cũng luôn đề nghị với lại các ủy ban dân huyện rồi các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban dân tỉnh bằng cả công văn, bằng cả để làm sao nó đảm bảo để thi công. Chưa thi công được thì cũng phải có cái kế hoạch để đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai trong cái mùa mưa bão năm 2024. Chúng tôi thì là cơ quan phối hợp. Đến giờ này một số những cái thông tin chi tiết về liên quan đến dự án thì đối với Hải Hậu cũng chưa nắm được cụ thể về cái tiến độ cũng như về cái diễn biến triển khai cái dự án như thế nào. Chúng tôi chỉ kiến nghị đề nghị làm sao là trung ương như tỉnh sớm triển khai để bà con đảm bảo an toàn. Do bờ kè sạt lở chưa được thi công nên chính quyền địa phương cũng vô cùng lo lắng khi cao điểm mùa mưa bão đang đến gần. Với những cái người quản lý nhà nước ở địa phương, chúng tôi rất lo lắng về công tác khi mà có cái bão rồi áp thấp nhiệt đới, nhất là cuối năm này là các cái đợt gió mùa chiều cường khi người ta đã nước biển dâng lên cộng với lại gió mùa cộng với lại thiên tai nữa thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Trao đổi với phóng viên VTC 14, đại diện Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định phê duyệt dự án xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ, trong đó có đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này,
tỉnh đang triển khai các bước theo trình tự xây dựng cơ bản để sớm đưa công trình vào thi công trong năm 2024 và hoàn thành vào năm 2025. Hiện tại, tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tích cực theo dõi diễn biến của thời tiết, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Ngày 1 tháng 9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong tháng 9 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh khả năng sẽ có những đợt mưa trên diện rộng kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Đồng thời có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây thời tiết nguy hiểm. Theo đó, các sản phẩm dự báo mô hình cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 9 sẽ ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2 đến 0,7 độ. Thời tiết khu vực hầu hết ở các ngày trong tuần đầu tháng 9 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa trong tuần khoảng từ 70 cho đến 200mm. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến có mưa, mưa rào và nhiều nơi có mưa và dông. Buổi sáng đến trưa trời có nắng và ban đêm thì trời ít mưa. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 70 đến 180mm. Có liên quan đến vụ trạm biến áp ở Tiền Giang cháy dữ dội làm hơn 100.000 người bị ảnh hưởng do mất điện. Ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang đã có thông tin chính thức. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được xác định là do sét đánh. Khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại trạm biến áp 220 kV Cai Lậy thuộc phường 5, thị xã Cai Lậy. Đám cháy được xác định có diện tích khoảng 100 m2 trên tổng diện tích 33.000 m2 của trạm biến áp. Đến gần 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Đám cháy gây thiệt hại hai máy biến áp, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân, đơn vị sản xuất và kinh doanh. Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, do sự cố sét đánh vào đầu trụ cáp ngầm 22 kV phía ngoài trạm, sau đó lan truyền vào trạm biến áp Cai Lậy gây ra sự cố máy biến áp 110 kV của trạm biến áp Cai Lậy. Trong khi đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9, một kho chứa nhớt ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũng đã bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 5 ô tô cùng với hàng trăm thùng dầu nhớt, gây thiệt hại tới hàng tỷ đồng. Cụ thể, người dân đã phát hiện ngọn lửa bùng phát tại kho hàng chứa dầu nhớt và nhà ở trên đường Lạc Long Quân thuộc thôn Tân Hóa 2, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Nhiều người dân đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa, nhưng bất thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 thuộc phòng PC07 Công an Lâm Đồng đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ cùng với 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng đã thiêu rụi 5 xe ô tô các loại và một số lượng lớn các mặt hàng dầu nhớt. Những ngày nghỉ lễ này, trên công trường của dự án cao tốc Bắc Nam, không khí lao động vẫn rất nhộn nhịp. Các công nhân vẫn bám sát công trường, miệt mài, hăng say lao động ngày đêm. Dù địa hình thi công có những điểm phức tạp, thời tiết có lúc không ủng hộ, nhưng với quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, các đơn vị thi công đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, vượt kế hoạch đề ra. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi do Tổng công ty 39 thi công. Những ngày này, nhà thầu vẫn duy trì 100 phương tiện máy móc thiết bị với hơn 200 công nhân tập trung thi công. Dù là ngày lễ, nhưng với sự cấp bách của dự án trọng điểm, các kỹ sư, công nhân vẫn quyết tâm bám sát công trường để nhanh tiến độ dự án. Trong những ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì toàn bộ cán bộ công nhân viên của Tổng ty 39 trực quân số 100% và tổ chức thi công bình thường. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức thi công móng mặt đường, cuốn chiếu và những hệ thống an toàn giao thông kèm theo. Phấn đấu mục tiêu đặt ra là hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2025. Con tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km với tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đang cố gắng hoàn thiện việc đắp đất nền đường trước ngày 15 tháng 9, đồng thời triển khai song song các hạng mục kết cấu mặt đường như phối cấp đá dăm, thảm bê tông nhựa. Hiện sản lượng dự án đạt trên 55% vượt kế hoạch đề ra. Với đường căng của cái tiến độ
Với cái thời tiết Hà Tĩnh này thì đó là cái công tác lắp nền. Thì chúng tôi đã làm việc với nhà thầu và các đơn vị cam kết là hoàn thành cái công tác đắp đất là trước ngày 15 tháng 9 để tránh cái mùa mưa của Hà Tĩnh. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi chỉ đạo các cái nhà thầu cũng như là cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vượt nắng thắng mưa và ăn thanh thủ ngủ khẩn trương và làm xuyên Tết và xuyên ngày lễ. Thì là về phía chủ đầu tư, chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu là nhân cái dịp lễ này thì vẫn làm bình thường. Tuyến cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác từ năm 2026. Tuy nhiên, trước tiến độ đạt được, Thủ tướng và Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư cần đốc thúc nhà thầu để nhanh thi công, đưa dự án vào khai thác vào dịp 30 tháng 4 năm 2025.